tại sao dân Việt Nam mình nghèo hoài? Đơn giản, bởi dân bị loài khỉ Trường Sơn nó cai trị mà tên cầm đầu dân tôi thường nói là Lù Trọng Thắng. Nó họ Lù, nhưng chẳng phải lù đù vác cái lù mà chạy đâu quý vị nhá. Thật ra, thằng khỉ này nó rất thông minh theo kiểu lưu manh. Nó biết gom tổng hợp quyền lực vào bàn tay độc ác của nó. Tham nhũng quyền lực có sức mạnh giá trị gấp trăm, gấp ngàn lần tham nhũng tiền bạc. Thằng khỉ Lù Trọng Thắng này làm quyền tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, nó cao nhất nước rồi đó quý vị. Quý vị hãy nhìn ông vua Lê Long Đĩnh thời Tiền Lê, nhưng dân gọi là Lê Ngọa Triều, một ông vua mỗi khi triều chính phải nằm chứ không thể ngồi được. Sách sử nói ông vua này hoang dâm và độc ác vô độ nên bị bệnh đến nỗi không thể ngồi được, thì thằng khỉ Lù Trọng Thắng cũng y như thế đấy. Thằng khỉ Trường Sơn đầu đàn này nó đã gần 80 tuổi rồi, mà lại quá tham lam quyền lực, nó không đủ sức lực để đi đứng còn phải mang tã. Trong khi gió luật về hưu của Việt Nam cho phái nam là 60 tuổi 6 tháng. Nó vượt qua trên cái tuổi về hưu đến 20 năm. Nhưng có một thời, một đít nó ngồi 12 ghế quyền lực. Nó vẫn nắm chức tổng bí thư và còn kiêm nhiệm thêm tổng cộng 12 chức vụ nữa, như một tổng bí thư, 2 chủ tịch nước, 3 bí thư trung ương đảng, 4 bí thư quân ủy trung ương, 5 đại biểu quốc hội, 6 ủy viên bộ chính trị, 7 ủy viên trung ương đảng, 8 trưởng ban phòng chống tham nhũng, 9 trưởng ban thanh tra nhà nước, 10 trưởng ban chỉ đạo Tây Nguyên, 11 trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương, 12 ủy viên thường vụ đảng ủy công an. Giờ thì nó đã chia sẻ chức chủ tịch nước cho thằng khỉ Niễng rồi. Cũng còn lại 11 ghế. Nó tham nhũng quyền lực như thế, làm sao đốt lò chống tham nhũng được? Tất cả việc làm màu mè của nó chỉ lường gạt dân đen tưởng rằng nó là thằng liêm chính. Quyền lực trong chế độ cộng sản dựa theo mô hình kim tự tháp. Thằng nào nằm ở chức vụ cao cấp nhất chính là thằng độc ác nhất, tham nhũng nhất, lưu manh nhất và là thằng tồi bại nhất. Tôi chỉ tính từ sau tháng 4 năm 1975 đến giờ, hàng trăm, hàng ngàn dự án của chế độ Việt Cộng đã được thực thi. Quý vị hãy kể cho tôi nghe có một dự án nào mang lại lợi tức. Câu trả lời chỉ là con số không to tướng. Chẳng những không lời mà còn phải chịu thua lỗ. Thua lỗ có thể lên đến hàng tỷ tỷ USD. Đến nỗi chỉ có việc khai thác dầu khí lấy từ lòng đất lên mà còn bị lỗ, như tập đoàn dầu khí Petro Việt Nam PVN, nhà máy thủy điện Trị An, đường dây cao thế 500 kV của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nhà máy lọc dầu Dung Quất, nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, nhà máy bauxit ở Tây Nguyên, Vinasin, Vinalite, tập đoàn điện lực EVN, vân vân và vân vân. Mỗi dự án được phê duyệt là đồng tiền chảy vào túi những quan to nhất có liên quan đến dự án. Rồi đồng tiền cứ nhỏ dần cho tới những quan nhỏ nhất. Rồi mới chạy vào túi của những anh lính phục vụ cho các quan, coi như em nào cũng có. Không để tình trạng la ó, em có em không, rồi tố cáo lẫn nhau. Là điều rất kiêng kỵ trong việc ăn chia ngân sách do dân đóng góp. Rốt cuộc dân đen là những người đói giả họng. Tôi chán ghét kiểu làm kinh tế cha chung không ai khóc này. Gần như khi thất bại, khi lỗ lã, người dân chẳng thấy một ai đứng ra chịu trách nhiệm. Ngay cả thằng khỉ Lù Trọng Thắng, nó ký bằng khen cho công ty Việt Á đẩy giá kit test lên cao. Nhưng rồi nó vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật sau khi test kit giỏm bị phanh phui. 40.000 sinh mệnh của dân trong mùa dịch Covid cũng do test kit giỏm này gây ra. Thằng khỉ Lù Trọng Thắng này, nó vẫn không màng thu lại bằng khen hay tự nhận trách nhiệm do chính mình gây ra. Chẳng những nó không từ chức mà còn đạp điều lệ đảng để làm thêm nhiệm kỳ 3 chức vụ Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Gần 80 tuổi rồi, phải nó đi đứng được chắc tôi cũng không nói. Nó là thằng Lù Trọng Thắng Ngọa Triều thứ hai trong lịch sử của dân tộc Việt. Bởi nó và đảng của nó đã làm toàn dân Việt phải sống kiếp nô lệ, lưu vong và nghèo đói trên chính quê hương của mình. Nô lệ là làm thân châu bò cho tụi cộng sản đó làm giàu, sống giàu sang trên xương máu của chính đồng bào mình.
ví như thằng đại tướng Tô Lâm và trung tướng Tô Ân Sô. Nó ăn một bữa ăn bò rát vàng tốn 51.000 đô la Mỹ đấy. Người Việt hải ngoại người ta tuy sống đời lưu vong nhưng người ta rất giàu có, gửi hàng chục tỷ USD mỗi năm về cho thân nhân ở Việt Nam. Còn hàng triệu người Việt Nam sống đời lưu vong trên mảnh đất hình chữ S của mình mới đáng nói. Họ là những dân oan mất đất, mất hết nhà cửa tài sản, đi lang thang khắp nước để khiếu kiện. Có nhiều người phải lang thang suốt trên 20 năm trời. Hết đời cha mẹ, đến đời con, rồi đến đời cháu, vẫn tiếp tục đi kêu oan. Đến dân nhà giàu, bà con, bạn bè của cán bộ Việt cộng mới làm giàu được đã nằm ngửa trên chiếc xe đắt tiền vài trăm ngàn USD một chiếc Mercedes mà than trời như bọng. Vì nước đã ngập đến hơn nửa máy rồi. Mấy xe này chạy bằng điện tử mà bị ướt như vậy, mát dây hết, chắc sửa phải tốn kém nhiều lắm, hay chỉ là một đống sắt phế thải mà thôi. Nhìn những vấn nạn thương tâm đang xảy ra đối với toàn dân Việt Nam, nếu như cá nhân mình muốn giải quyết dễ dàng như trở một bàn tay. Có khó gì đâu. Giải tán Đảng Cộng sản Việt Nam và giải tán Quốc hội Việt Cộng, xóa bỏ điều 4 và chủ nghĩa xã hội man rợ trong hiến pháp, bầu cử lại quốc hội có quốc tế giám sát. Bầu lên chức vụ tổng thống để thống lãnh quân đội và cảnh sát. Được như vậy, 4 triệu dân ở hải ngoại tha hồ vận động quốc tế hay trở về nước trợ giúp. Góp phần xây dựng nên một quốc gia Việt Nam giàu có và hùng mạnh.